ngày 16/26 bây giờ là 6:26 chiều giờ địa phương, nhiệt độ bên ngoài là 33 độ C. Quý khách lưu ý ngồi tại chỗ, cài chặt dây an toàn cho đến khi máy bay trực thăng có tín hiệu cài dây an toàn đã tắt. Quý khách cần đặt các máy hành lý, kiểm tra kỹ tư trang và tuyệt đối không tự ý mở cửa máy bay. Hành khách sử dụng dây an toàn cho trẻ em vui lòng để lại tại ghế ngồi hoặc cởi cho tiếp viên tại cửa máy bay. Thay mặt hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, thành viên Liên hàng không SkyTeam, các trưởng Nguyễn Thế Toại, tiếp viên trưởng Lê Thanh Long và phi hành đoàn xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón quý khách trên chuyến bay tới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý khách có những ngày làm việc hiệu quả, nhiều phút gặp mặt bên người thân và nhiều cơ hội trải nghiệm văn hóa đặc sắc tại thành phố Bangkok. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Dear passengers, welcome to Sanabung International Airport, Bangkok City. It is now 27:06 PM the local time. The outside temperature is 53 degrees Celsius. For your safety, place the main seat, which is about fastened, until the aircraft has come to a complete stop and the fasten belt sign has been turned off.